Dạ, Tài xin chào quý cô chú anh chị và các bạn quay trở lại với kênh của Tài 66 Vlog nha. Hiện tại thì em đang có mặt tại Bình Dương quý cô chú anh chị và các bạn. Ngày hôm nay thì em cùng với anh Huy Lê, bầu show của chương trình Nghĩ Về Cha và cũng như là chương trình với chủ đề Không Phải Của Mình, với sự tham gia của chị Hồng Loan, con gái của cố nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh. Em đang đứng trước nhà hát Mỹ Phước rồi cả nhà. Đây là nhà hát Mỹ Phước 2 ha, với cô chú anh chị. Lần trước thì em cũng có chia sẻ một lần rồi. Nhà hát này rất là lớn, rất là rộng và cũng như là rất là đẹp luôn với cô chú anh chị. Vào cái ngày 30 tháng 4 á, là sẽ có chương trình diễn ra với chủ đề Không Phải Của Mình tại ở đây, với cô chú anh chị. Phải nói là cái nhà hát rất là lớn, rất là rộng. Thì ở trong cái khu này á, thì em nghe nói là cái gì ta? Cái khu công nghiệp á, Mỹ Phước 1234 á, thì rất là gần và cũng như là rất là tiện lợi cho bà con cô bác của mình đến đây để tham gia, tham dự cũng như là giao lưu gặp gỡ cùng với chị Hồng Loan, cùng với tất cả các anh chị nghệ sĩ khác nữa cả nhà. Đó, thì cả nhà thấy là một buổi chiều, giờ này cũng 5 giờ hơn rồi cả nhà. Thì chỗ này á, có rất là nhiều ghế để uống cà phê cũng như là những món đồ ăn vặt á, thì em tin chắc rằng khán giả của chú anh chị mình sẽ biết nhà hát Mỹ Phước này rất là nhiều, đúng không ạ? Ai ở Bình Dương thì hãy cho em xin một comment nha, và cũng như là biết nhà hát Mỹ Phước này cho em xin một comment, và cũng như là có thể chỉ đường cho những cô chú anh chị nào mà chưa biết đường đến đây với cái giá vé rất là hời luôn. Ngày 30 tháng 4 chỉ có 100.000 đồng thôi, thì cô chú anh chị mình có thể đến giao lưu gặp gỡ cùng với chị Hồng Loan, con gái duy nhất của cố nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh. Trong thời gian qua thì cô chú anh chị cũng biết rồi, sóng gió gia tộc cũng như là cái sự việc của chị Hồng Loan á kéo dài hơn một năm qua rồi, và bao nhiêu là cái nỗi cực khổ cũng như là chị Hồng Loan phải chịu thiệt thòi trong suốt 30 mấy năm qua. Thì cái sóng gió gia tộc nó đã trải qua hơn một năm qua, gần tới hồi kết rồi. Nhờ sự nỗ lực cố gắng vươn lên của chị Hồng Loan mà ngày hôm nay thì được rất là nhiều cô chú anh chị gần xa trong nước cũng như là ngoài nước yêu thương ủng hộ hay cả nhà ha. Đặc biệt là anh Huy Lê, bầu show của chương trình, mà dạo gần đây anh Huy Lê book show chị Hồng Loan rất là nhiều, đi đến để giao lưu gặp gỡ thôi cả nhà, với cái chủ đề là Nghĩ Về Cha nè, Không Phải Của Mình nè. Với cái chủ đề đó thì cô chú anh chị mình cứ thoải mái và suy nghĩ như thế này, đến để giao lưu gặp gỡ thôi, cũng như là biết được con gái của cố nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh như thế nào và ở ngoài đời ra sao, bằng da bằng thịt như thế nào. Ngày hôm qua thì cô chú anh chị mình cũng biết rồi, chị Hồng Loan đến Bến Tre, xã ở huyện Bình Đại, và cũng như là đi đến ba xã để phát những giọt nước nghĩa tình của đến bà con của bác ở Bến Tre. Khi xuống Bến Tre thì khán giả yêu thương rất là nhiều, cô chú anh chị yêu thương rất là nhiều ha. Đó, thì em cũng muốn chia sẻ đến cả nhà mình để cô chú anh chị mình có thể biết được nhà hát Mỹ Phước này ở chỗ nào, và cũng như là có thể đến và cái giá vé như thế nào. Chỉ có 100.000 thôi quý cô chú anh chị. Ngày hôm đó thì chị Hồng Loan sẽ chạy show nha, chạy hát ở Mỹ Phước trước, sau đó sẽ về sân khấu Trống Đồng ha cả nhà ha. Thì ngày hôm trước em cũng có chia sẻ nhà hát Mỹ Phước này á, thì cái sân khấu rất là rộng và lớn như Trống Đồng vậy đó quý cô chú anh chị. Bây giờ thì em sẽ đi vào bên trong để chia sẻ cho cô chú anh chị mình sân khấu ở nhà hát Mỹ Phước như thế nào ha. Không biết là chỗ này có mở cửa hay không. Dạ đây cô chú anh chị, em đã vào bên trong nhà hát Mỹ Phước rồi. Cả nhà nhìn nè, rất là rộng, rất là lớn ha quý cô chú anh chị, rộng lớn vô cùng. Ở trên đây là cái sân khấu á, là được tráng bằng xi măng rất là chắc chắn, và cũng như á, là ở trên đây á, gọi là ghế ngồi. Mà ghế ngồi ở đây đặc biệt ha cả nhà, không phải là ghế bằng nhựa, mà cũng không phải ghế bằng inox bằng sắt, mà là nó là những cái bậc tam cấp xi măng ha quý cô chú anh chị. Bữa nay mới có ngày 26 thôi, thì bên sân khấu cũng chưa có động thái gì, cũng chưa có xử lý cũng như là quét dọn rửa ha cả nhà. Nó thì bụi hơi nhiều, nhưng mà tới ngày đó thì cô chú anh chị mình cứ yên tâm, sẽ rất là sạch sẽ luôn để phục vụ bà con cô bác cô chú anh chị mình. Với giá vé là đồng hạng cô chú anh chị mình đây nè. Đây là những cái bậc tam cấp và có dán những cái viên gạch men để cô chú anh chị mình có thể ngồi thoải mái. Ai tới trước thì ngồi trước, ai tới trước thì ngồi gần, ai tới sau thì ngồi hơi xa xíu, nhưng mà đảm bảo cho cô chú anh chị mình á là ngồi ở đâu cũng thấy được. Sân khấu rất là dễ dàng ha, sân khấu rất là rộng lớn nè cả nhà. Ở trên là có máy vòm, cho dù trời nắng hay là trời mưa thì chúng ta cũng không ngại vấn đề đó, đúng không cả nhà? Đó. Còn phía bên tay trái màn hình của chú anh chị mình nhìn xa xa đó, đó là nhà vệ sinh. Thì khi mà tới đây á, thường á, chúng ta mà đi chơi, vui chơi, lễ hội hay là khu du lịch nào đó, thì cái vấn đề vệ sinh nó rất là cần thiết cả nhà. Khi chúng ta phải tâm tia
phải ngắm nghía nhìn nhà vệ sinh ở hướng nào, ở góc mấy giờ, hướng mấy giờ, nó giống như lính bắn tỉa vậy cả nhà. Để khi mà bất chợt đang xem chương trình ca nhạc mà mình có giải quyết được cái nỗi buồn á, thì mình đi cho nó dễ dàng, không cần phải hỏi ai, đúng không cả nhà? Trong cái đống đông á thì mình phải nhìn tâm tìa mấy cái đó trước, thì ai thật sự mà cái đó là cái vấn đề rất là cần thiết khi mà sự việc nó xảy đến, cái nỗi buồn nó bất chợt nó ào đến. Đúng không cô chú anh chị? Rồi, cái hướng bên tay phải của chú anh chị mình cũng có một cái ha, cũng có một cái nhà vệ sinh, cái Zetolo đó của chú anh chị mình, nhìn xa xa có cái cửa đó, cũng có một cái ha. Còn đây là chính là sân khấu chính. Sân khấu chính thì cô chú anh chị mình thấy hai bên là cái dàn âm thanh rất là chắc chắn luôn, và to luôn, lực lưỡng cả nhà, quy mô rất là hoành tráng. Hai bên thì có màn hình led ha, rất là đẹp, rất là rộng. Và ở phía trên thì cô chú anh chị mình thấy nè, đèn rất là nhiều, phải nói là quy mô hoành tráng nha cô chú anh chị, đèn rất là nhiều luôn. Ngày hôm đó thì em tin chắc rằng sẽ lắp thêm đèn và dọn sạch sẽ ở nơi này. Cô chú anh chị mình nhớ nha, mua vé và đến sớm nhất có thể để mình chọn được những cái nơi ngồi. Cái đây là cái lối đi này cả nhà. Cái lối này thì nếu mà trường hợp á là đông quá thì có thể ngồi luôn. Đó, mình giống như ở Sài Gòn vậy cả nhà, có một cái quán cà phê mà cô chú anh chị mình nếu ai đã từng đến phố đi bộ Nguyễn Huệ, gần phố đi bộ Nguyễn Huệ có nhà thờ Đức Bà, thì có một cái công viên để có bán cà phê gọi là cà phê bệt đó cô chú anh chị mình ha. Thì đây thì cũng giống như là cái quán cà phê bệt vậy cô chú anh chị. Mình có thể ngồi tạm, mình ngồi bệt ở trên cái phần cái bậc tam cấp này, rất là rộng ha, và có một viên gạch men vừa với lại cái bờ mông của chúng ta, nó ngồi xúm xích nhau, ngồi cùng giao lưu gặp gỡ, ngồi hướng nào cũng thấy rõ, ngồi góc nào cũng thấy rõ được sân khấu ha. Nhưng chúng ta đến sớm thì chúng ta sẽ chọn được cái góc mà gọi là cái hướng chính giữa, và cũng như là gần nhất có thể để gặp giao lưu gặp gỡ cho với cô chú anh chị khán giả, các anh chị khán giả nha, và cũng như là ca sĩ giao lưu với lại khán giả đó. Cô chú anh chị mình thấy không, giá vé chỉ có 100.000 thôi, thì lâu lâu mới có một lần, đâu phải hủ tiếu bánh mì ngoài chợ lúc nào cũng có đúng không cả nhà. Đó, thì chúng ta hãy bỏ ra 100.000, hút thuốc thì cũng gạt tàn, nhai chầu thì cũng nhả bã đúng không cả nhà. Nó hút thuốc lại không tốt cho sức khỏe nữa, thì chúng ta hãy bỏ ra 100.000 thay vì chúng ta đi chơi những cái trò chơi khác, thì đến đây để dắt nè vợ nè, dắt con nè, hoặc là gia đình bạn bè của mình rủ nhau vào đây. Sức chứa rộng 4.000 đến 5.000 người lẫn của chú anh chị, ngồi xúm xích lại nhau. Nhiều khi chúng ta đi một mình cũng được ha, biết đâu đi vào đây lại tìm gặp được cái cô nàng vừa ý, hoặc là cô nàng đến đây gặp được anh chàng vừa ý ha, biết đâu được ha. Đó là sự kết nối, sự may mắn biết đâu được ha cả nhà. Hãy đến đây và vào ngày 30 tháng 4 vào lúc 8 giờ ha cả nhà, chỉ 100.000 thôi, 100.000 đồng thôi, thì chúng ta sẽ có được cái một đêm giao lưu gặp gỡ, và cũng như là có một đêm xem ca nhạc cùng với lại chị Hồng Loan, tất cả các anh chị nghệ sĩ khác nữa, con gái duy nhất của có nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh nha. Đó, cô chú anh chị mình thấy không, rất là đẹp, rất là quy mô hoành tráng ha. Em thấy lần đầu tiên á mà sân khấu như vậy thì rất là ưng ý nè, không cần phải sợ ghế nó cũ kỹ hay như thế nào đó, mình cứ đến đây mà ngồi thôi, ai đến trước ngồi trước, ai đến sau ngồi sau, không có số ghế cũng là không có số thứ tự ha. Cái điều mà em thích nhất là toilet. Toilet này em đã có từng vô rồi cả nhà, rất là sạch sẽ, cô chú anh chị mình cứ yên tâm ha. Đây là chính là cái loa nè, hai bên loa rất là lớn, rất là to, và chính giữa là có màn hình led nè quý cô chú anh chị. Đó, quay một vòng cho cô chú anh chị mình xem ha. Và đừng quên trước cái ngày 30 tháng 4 thì ngày 27 tháng 4 tại Tây Ninh ha cô chú anh chị ha. Tại Tây Ninh đã bán vé và đang rất là nhiều. Cô chú anh chị mình tranh thủ mua vé ở Tây Ninh nè. Và cũng như là sau đó thì cách đó 3 ngày thì ở nhà hát Nguyễn Phước 2 và cũng như là sân khấu Trống Đồng. Ha, ai ở thành phố Hồ Chí Minh thì đến sân khấu Trống Đồng, ai ở Bình Dương thì đến nhà hát Nguyễn Phước 2 nha cô chú anh chị. Và bây giờ thì em xin phép tạm dừng cái video này ở đây. Đây là cái video chia sẻ ngày hôm nay, thì em có dịp đến Bình Dương để chia sẻ cho quý cô chú anh chị và các bạn mình. Mong rằng là cả nhà mình thấy được cái video này và cũng như là chia sẻ để lan tỏa cho anh chị nào mà chưa biết được cái sân nhà hát Mỹ Phước này, và cũng như là chưa biết chương trình đó, thì biết đến để mua vé ủng hộ hay cả nhà. Xin chào và hẹn gặp lại ạ.